Video này em lên cho các bác hai món mới khui trong đợt hàng Mỹ về nhá. Đó là một chiếc âm ly audio suộc của Mỹ. Dạ. Nhìn thiết kế rất là đơn giản. Đánh hai cầu loa. Đấy, AB. Audio suộc này có cái mã hiệu model đời AMP100VS. Ở phía mặt trước chúng ta sẽ nhìn thấy đen xì. Và chỉ có một duy nhất là một nút volume tăng giảm âm lượng, một nút ba lăng cân chỉnh loa. Con này thì công suất cũng khá là lớn, phù hợp các bác chơi những dòng loa Âu, những dòng loa cây cột, búp xèo. Về cái phần tính năng thì chỉnh bát chép họ lại để ở phía sau nha. Chiếc âm ly suộc, audio suộc thương hiệu của Mỹ này, mã hiệu model APM100VS, có mức giá là 2.800.000 đồng. Tiếp theo là chiếc Bre Hitachi HCA 6500. Em này thì rất là mới, có size lớn. Có cái size lớn ở đây thì sẽ có chỉnh đầy đủ là lao nét này, chỉnh các cổng vào, chỉnh âm lượng, chỉnh bát chép. Mặt phay nhôm rất là mới. Các bác đang có những cái cục power hay là muốn cải thiện cái dòng cái chất âm, chúng ta có thể chơi thêm những cái Bre như thế này. Đối với cái Bre Hitachi HCA 6500 này có mức giá là 3.500.000 đồng. Giao lưu cùng các bác. Toàn bộ máy còn là rất là đẹp, đúng nốt, xuất sắc. Cái dòng Hitachi này khi mà xuất trong thị trường Mỹ thì sẽ sử dụng nguồn điện là 120V. Các bác lưu ý cho em. Đây là cái phần giao diện phía sau của chiếc âm ly audio suộc và chiếc Bre của Hitachi HCA 6500. Chúng ta cùng quan sát. Ở đây là các cổng vào. Chúng ta để ý là đây sẽ có chỉnh bát, chỉnh chép ở và phía sau. Đấy. Có chế độ đánh, chúng ta có thể đánh xì te hoặc đánh dạng single để cho mạnh hơn. Đó. Các cổng kết nối loa. Ở đây chúng ta lưu ý cho em là sử dụng nguồn điện là 120V nhé, 500W tiêu thụ điện. Có thể ghép tốt nhiều dòng loa búp xèo, những dòng loa đời mới. Ở phía bên dưới này là thông tin của chiếc Bre. Các cổng in này, in vào này, rất là nhiều cổng chơi. Từ phono, tuner, aux. Vậy là cho phép chúng ta chơi được 4 cổng kết nối. Nguồn điện cũng sử dụng là 120V. Đây là dòng xuất Mỹ nha. Lưu ý cho em. Sẽ có dây đầy đủ dây nguồn này. Và đường output. Output dây rất là dài. Đấy, từ cái Bre. Các bác kết nối với cái power. Rồi bác nào thích, yêu thích món nào, sưu tầm món nào thì liên hệ ngay cho em để sở hữu nha. Cảm ơn các bác.